Em chào anh chị, hiện tại em đang đứng ở khu đô thị Kim Thành, Kim Sơn, Đông Triều. Đây là hiện trạng dự án khu đô thị Kim Thành. Hôm nay là ngày mùng 2 tháng 6 năm 2022. Hiện tại thì điện, đường, cây xanh cũng đã được bố trí rồi nhé. Đây là công viên chính của khu đô thị Kim Thành, còn là trung tâm này. Dưới mặt ngoài kia là giáp đường tránh, ok. Trục ngoài đường tránh bây giờ dao động từ tầm 30 đến 35 triệu một mét vuông. Còn dãy, các dãy này là nó 04, 05, 07. Các ô bây giờ liền kề bên trong, rơi vào tầm khoảng 23 đến 25 triệu một mét vuông. Diện tích khu này là trung bình là các ô liền kề 100 mét vuông. Dãy đằng trước mặt bên cạnh công viên như là dãy biệt thự. Hiện đại giá rơi tầm khoảng 12 đến 14, 15 triệu một mét vuông. Sau này chỗ đông đất đỏ trước mặt anh chị kia là tuyến đường đấu lối vào đường ven sông cao tốc từ Đông Triều xuống thành phố Hạ Long. Đây, đây là công viên chính. Công viên này rất là to, không những đáp ứng cho khu đô thị Kim Thành mà quanh khu vực Mạo Khê này sau này cũng sẽ đây cũng là điểm đi bộ và không gian cây xanh rất là mát mẻ.